Chào cả nhà đến kênh Lê Phúc Vlog nha. Thì hôm nay mình có con ếch nằm bự nè, mình mặn cho con rồi mà còn cái lớp da này bự quá trời. Mình làm trống cho con mình chơi nha cả nhà. Cái da ếch này gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người cả nhà. Ai cũng biết cái đồ chơi này nha. Và làm bằng da ếch á. Ở đây mình có sẵn cái nắp chụp của 500 cái trong tủ lo á. Giờ mình không có lon sữa bò, mình lấy cái nắp chụp của cái cũ lo mọi người. Cái bệnh vua này cục 500 á. Mình gắn này, mình lấy này mình làm chấm luôn. Giờ mình chụp vuông nha cả nhà. Kéo giãn cho da nó vừa với cái miệng của trống nè. Cái phần dưa đó có phải cắt ra không? Dưa này mình cắt ra luôn cho nó đẹp lại, gọn rồi nắm hẳn lớp da cho nó căng mọi người, đánh mới hay, dùng quá nó không có đánh không có hay được. Xong mình cột cái hung lại cố định rồi. Ếch thì to quá trời to luôn, ít đồng rồi cả nhà. Con này 300-400 gram. Hồi nhỏ lúc mình còn nhỏ cha mình hay làm cái này lắm. Giờ mình làm cho con mình lại tuổi thơ dữ dội. À rồi. Giờ mình lấy dây hung mình đập lên cái nhà. Mình xong rồi mình căng thẳng cái mặt da ếch ra. Nó hơi to nên căng hơi khó cả nhà. Kéo thẳng ra. Này còn ướt mình làm được nữa cả nhà. Nó khô quá là làm không được. Nó không có nhớt. Tại vì phơi nắng á, nhớt nó khô nó bám nó sẽ dính vô cái nắp này nè. Thấy đẹp không cả nhà? Da ếch nhìn màu đẹp. À, xong rồi nè, giờ mình phơi lên phơi nắng. Giờ đã xong rồi nè mọi người. Giờ mình lấy kéo mình cắt cho nó gọn lại nha. Cho nhìn nó đẹp hơn. Cái da này dày lắm luôn. Da ếch này dày. Lâu được con ếch to quá. Mình nhớ lại mình làm trống cho con mình chơi luôn. Cho chỉ con mình biết con tuổi thơ rồi đó. Cha mình, cha nó làm như thế nào. Hiện phá này không con? Con phá này không? Phá không? Hả? Thích không? Một like cho đi. Một like đi. Đẹp không Thiện? Đẹp không? Đẹp không? Giờ lấy xong nha cả nhà, giờ mình đem đi phơi nắng nè. Cho nó da nó căng cái da này. Mình phơi nắng thì nó cũng bớt hôi nữa mọi người. Phơi ở đâu? Hay để lên trên chảnh kìa, tới không? Để lên chảnh đi, trên chảnh nắng hơn. Dạ, từ đây tới trưa là mình xài được rồi, chơi được rồi. Lấy hai chiếc đũa nhưng mà làm cái vụ đánh trống này cả nhà. Cột như hung ở đầu đũa rồi làm cái dùi. Sao không bọc giả lại cho đẹp? Cái như hung thì nó có độ đàn hồi đánh cái nấy hơn. Cái nhà quấn như hung nó chặt chặt tay nha cả nhà, quấn cũng vừa vừa thôi đừng có nhiều quá.
Dì được rồi nè. Còn cái đầu nhọn này thì sao? Kéo ra chút đây nãy người quấn không có ấy, sợ vuột á. Chứ không hay chạy ra gì thì nè. Quấn cây còn lại nha. Có được đàn hồi không? Quấn giải thì nó đánh cũng được nhưng mà nó không có độ đàn hồi, nó không có nhồi lên. Nghe nó sẽ không có hay. Thì mấy cộng thôi đi. Tại vì này bự quá, này nhỏ thì nó kỳ quá. Tại sao lại chưa là một cộng? Quấn luôn á. Tại cầm hết. Cầm camera này hỏi khó quá. Dù là thấy không? Ok, ra. Quấn gặp mé quá, nó vụt ra ngoài. Rộng khác màu nữa. Bây giờ mình lấy chống luôn cả nhà. Bữa nay nắng quá cả nhà ơi. Giờ chống nó đã khô rồi cả nhà nhớ phơi khô nha, để phơi ẩm quá nó hôi có mùi á. Này mình phơi bữa nay nó là 2 ngày rồi đó. Giờ chống đã khô rồi nè. Để mình test thử nha cả nhà. Tiếng dữ quá. Nghe hay lắm cả nhà. Cho mượn á, cho mượn. Mà nó khô lại cứng ngắt luôn á. Này đánh đi. Căng đánh quá. Thử coi. Thấy nhậu không? Đánh thử ăn chay. Đánh đi. Mạnh lên. Vui không? Thấy trong con, thấy không? Vui. Vui hả? Chịu không? Chịu thích không? Thích không con? Thích không? Cảm ơn cha chưa? Cảm ơn cha. Bây giờ mình xin kết thúc video cả nhà. Cả nhà nếu thấy hay thì like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn mình thích đánh hoài luôn cả nhà. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.